Dạ vâng ạ, em luôn xin được hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác nhé. Một tin rất là vui trong clip này, em luôn muốn chia sẻ với toàn thể các bác cùng tất cả quý anh chị em là những người đam mê âm thanh và yêu ca hát, và là các anh chị em đang đợi chờ những chiếc máy lưng tiếng hàng cao cấp được mang trên mình thương hiệu Pearl. Thì thưa các bác thân mến, hàng thì nó rất là ít, mà cái sản phẩm này nó đã cháy hàng hơn một năm rồi, đúng không ạ? Các anh trai đã sở hữu những chiếc máy lưng tiếng cao cấp Pearl, đã giới thiệu rất nhiều cho anh em bạn bè, đúng không ạ? Nhưng trong thời gian vừa rồi nó không có. Thì thưa các bác thân mến ạ, hôm nay nó về hàng rồi các bác nhé. Hôm nay là ngày mùng 9, thưa các bác. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6. Hàng về. Giá nó không lên cao so với đợt hàng trước các bác nhé. Đây các bác cùng xem một chiếc máy lưng tiếng đẹp. Em rất là tâm đắc với chiếc máy lưng tiếng Pearl này. Em tâm đắc ở cái là con lưng tiếng này nó rất bền. Em tâm đắc bởi vì con máy lưng tiếng này nó rất là hay, chất âm nó ra chi tiết. Em tâm đắc bởi vì cái cốt mà để cho các bác lấy tín hiệu ra những quả súp điện hay là đưa đẩy để sử dụng súp hơi đấy ạ. Nó rất là sạch, rất là sâu. Thưa toàn thể các bác thân mến, em báo giá luôn để các bác khỏi phải đúng không ạ, đợi chờ, vì có rất nhiều các anh em có thể là sẽ không xem hết đến cuối video, đúng không ạ? Thì toàn comment hỏi giá thôi, mà trong khi đó em báo giá rồi, đúng không ạ? Thưa các bác của anh em, một chiếc máy lưng tiếng Pearl mã số là AC2020 XS, đặt hàng lần này về các bác nhé, thì giá là 2.300.000 đồng. Em bao ship cho các bác của anh em mọi người nhé, kèm dây rắc luôn, 2.300.000 đồng. Và anh em nào đã sử dụng những con máy lưng tiếng này khoảng độ 5 năm rồi, đúng không ạ, vẫn chưa hỏng thì comment cho mọi người cùng biết nào, đúng không ạ? Đợt này có sự thay đổi các bác nhé, đó là cái đèn ấy, cái đèn nháy tín hiệu ấy, thì nó được sử dụng dòng led lỗi. Dòng led này thì nó sẽ có cái ánh sáng đẹp hơn thưa các bác nhé, và nó sẽ không bị mất led đấy. Các bác của anh em xem đằng sau mọi người nhé. Ok chưa? Đằng sau đây mọi người này. Đường vào các bác nhé, thì là input. Input các bác có thể cắm hoa sen hoặc là ca lông. Output các bác có thể cắm hoa sen hoặc ca lông. Và có một cái cải thiện đây anh em nhé. Bởi vì là các bác hay sử dụng hai quả súp ấy, đúng không ạ? Hoặc là anh em làm sự kiện thì bây giờ chúng ta sẽ có hai. Chúng ta sẽ có hai đường súp ra luôn. Anh em thấy hiệu quả hiện tại chưa? Hai đường súp ra luôn. 2.300.000 đồng cho một chiếc máy lưng tiếng Pearl. Các bác lưu ý nhá, con này âm thanh hay, sạch sẽ, chi tiết, độ bền cao, giá thành hợp lý, và con này đường cốt ra rất là hay các bác nhá. 2.300.000 đồng. Video này em rất là vui phấn khởi giới thiệu cho các bác trước. Rồi em sẽ test âm, đúng không ạ? Xem đợt này hàng nó về theo âm thanh nó có hay hơn đợt trước nhiều không các bác nhá. Thưa các bác thân mến, 2.300.000 em bao ship cho các bác của anh em, hãy gọi cho em luôn qua các số máy trên tấm biển các bác nhé. Em giao hàng trên toàn quốc tất cả các tỉnh thành, các bác cứ đặt đơn hàng em sẽ gửi hàng. Với chiếc máy lưng tiếng này em nhận ship code COD anh em nhé. Ok, em xin chào các bác của anh em, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.